Hello, Tâm xin chào bạn đang xem cái đoạn clip này nha. Lúc này là Tâm chuẩn bị làm món củ cải với chả phổ tay nhúng với tamari. Cái món này cực kỳ đơn giản mà lại rất là ngon luôn á. Tương tự giống như cái món mà bắp cải nhúng tamari mà Tâm đã chia sẻ và đăng trên YouTube á. Đó. Thì cái này cũng tương tự như vậy, là mình sẽ chiên củ cải, chiên sơ hai mặt ha. Còn hồi trước Tâm làm cái món bắp cải á, là Tâm xào xào sơ cái bắp cải, sau đó tắt bếp và cho tamari. Trời ơi nó ngon lắm, chỉ đơn giản như vậy thôi, không có cần gia vị gì hết trơn luôn á. Đó thì cái củ cải này cũng vậy, nếu như mà bạn muốn chiên cà rốt hay chiên bí đỏ thì cũng đều được nha. Mình sẽ chiên sơ củ cải nè, rồi có chả hay có đậu hũ thì cho vô, còn không thì thôi, củ cải không cũng đủ ngon rồi á. Sau đó mình sẽ tắt bếp nha. Và để khoảng tầm 2 phút đến 3 phút cho nó nguội bớt á, đừng có nóng cái chảo quá đó. Sau đó mình chế nước tương lâu năm vô và trộn đều giống như tâm nè. Đó, đảo đều lên cho nó thấm đều hết là được. Đó, như vậy là xong rồi á. Ăn nó khá là ngon nha, nó không có bị mặn đâu, nó vừa vừa ăn, ăn với cơm rất là tuyệt vời luôn á. Rất là đơn giản mà thơm ngon lắm. Ăn cũng khá là kích thích. Bạn ở nhà làm thử nha. Rồi thôi, Tâm xin chào và cảm ơn bạn đã xem và nghe Tâm chia sẻ. Bạn nhớ dõi theo nhóm của mình qua fanpage YouTube và website Thực Thể Chân Nhân nha. Nếu cần các nguyên liệu làm ra các món này thì hú tụi mình luôn hen. Cái này là natto đó, đó cái đó là natto miso, khá là ngon, ăn rất là tốt cho tiêu hóa. Rồi thôi, Tâm chào bạn nè. Cảm ơn bạn nhiều. I love you. Chuột chuột.